Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you all, ladies and gentlemen. This is Tan from Australia. I'm so excited and very excited to making this short video to all of you. Guess what, ladies and gentlemen? People are saying that, you know, what can we do with our one coin? What can you do with your one coin, ladies and gentlemen? We're especially talking about usability, right? During this period of time, I know we all sit back and we can't go anywhere. We don't do a lot of exercise. We need something healthy, right? Something healthy. So guess what, ladies and gentlemen? We just got this product back from overseas. I just got them delivered today, ladies and gentlemen. Beautiful products. High, good quality product just arrived. And we ordered this from one of our merchant, amazing. In here, in this big box, they actually have six more box inside. Let me open it for you to see, ladies and gentlemen. We'll have six more box inside, beautiful for you. So here we go. Beautiful. This is product of Korea, ladies and gentlemen, product from Korea. There we go. Six small boxes from one beautiful container. Beautiful. So why do I making this show it to you? What the benefit of this, ladies and gentlemen? Like I say, we need healthy, right? People making money, but we also need to be look healthy and wealth. Wealth and health come together, right? Yeah. So what it is? The merchant they sent to me the benefit of this. So I'll start in English and then I will do Vietnamese later. Okay. So ladies and gentlemen, this is the anti support. If you are knees, you have a blood pressure and so on. So this is what I received from the merchant. They're sending me this sort of benefit. We can get from this product, ladies and gentlemen. So anti-variable, helping prevent stroke, ladies and gentlemen. Why? Because our blood pressure and also, you know, we wouldn't eat and consume so many fat food and so on that block all our blood veins and so on. And we need something to clean it up, right? So this will be slow down the age process, like anti-age in the organs inside our body shell and maintain look young, youth all the time, helping reduce harmful effect of radiation, prevent the creation of cancer cell, ladies and gentlemen, very powerful. And this is the red pie oil, red pie oil, okay? I will show you how is that look like inside. Okay, when you read this, read all the benefit, and I will show you the products. How does that look like later? Yes, so red pine essential oil helping to clean your blood vessel. That's what I said before, all right? So it's dissolve excess fat and cholesterol in the blood to help widen blood vessel, okay? That makes the blood flow the way it should be, ladies and gentlemen. So it's eliminate uric acid and support effectively prevent cancer, such as cancer in your liver cancer, breast cancer, stomach cancer, or lung cancer. They try to prevent that from this blood, from these products, ladies and gentlemen. So it's active and effective support treatment of disease like diabetes, high blood pressure, and so on, many other disease, okay? Improving the perfect function of regulating and balance your pH level, your blood pressure also. Wow, and make blood level for diabetic patient, okay? And improve efficiency in male physiological factors, right, male, improve male vitality and also improve
sorry, the word is physiological cycle in women also. Beautiful. So support in treatment and prevention of digestive problem. Wow. A certification of treatment completion. Aha. So in addition, red pine essential oil also had effect of beauty in skin. So it support and make your skin look beauty, losing weight, okay, lose weight also, and increasing the body resistance to maintain use. Wow. Enhancing psychophysical, sorry, the words I can't read it, so many, psychophysiology, okay, contain toxins and toxin for heavy drinker. If you are heavy drinker, this can help also reduce diaphragm problem and so on, like treatment of headache. So many things that can help. Also, you know, anti-slip and anti-inflammatories or absorb. So what happened, ladies and gentlemen? Let me see. I can stop the screen share. I can show you. This is the box inside. Six big box. They have a small box like this. Each of them have six like this. What they told me that, you know, in these products, you have to get 2.6 or 2.77 kilo of red pine skin and leaf to, you know, to make one of this. Very special. Okay, it's very special. So it's there we go. So you have 1, 2, 3, 5. So it's 30 each box. Okay, 30 of them in one box. So look, ladies and gentlemen, let me do the test, because the guy also do the test for me. When I want to show you, this is the great products, you know, I just take it out from the box, putting the clear cup of water, make sure it's not, okay, I put something on top, so make it look tall, so you can see, okay, I put on here, so you can see, this is the water. And you know, this is the foam, okay, this is the foam. I put some foam in here in the water, so you can see the foam is there, okay. Put this in there a little bit more, so imagine all this here, okay, a bit more there, ladies and gentlemen. So did you see all the foam? I put it in there. Now I take one of this red pine oil. Okay, come direct from there. Let me break it. Come. And I pour it in here. Okay, pour it in here, the oil. You can see the oil is there. Sorry, I dropped it. Okay, you look, okay. Ladies and gentlemen, you see the foam? It disappeared. It's not in my spoon, okay? And you see, it's been disappeared, ladies and gentlemen. No more foam in there. So this is helping, why I say helping your blood. There, a little bit here so you can see it. So all the foam that I put it in, it dissolved. Make sure it dissolved. Beautiful products, ladies and gentlemen. And why I'm doing this for you, I want you to see this is high quality products.
accepting one coin. Accepting one coin, ladies and gentlemen. So now I got this into Australia. If you need it, let us know. I can arrange from the merchant, send it to you. I will work out how much is the price for Australia. I will let you know also. But this is a very good product for all of you out there, ladies and gentlemen. So yes, you can see, you know, I'm not sure if I can't see any form at all. It's very clear now, you can see. So most of us, we eat every day, right? We eat a lot of fat, animal fat and so on, and they actually go into our body and building fat in our body. And if you're drinking this once a day or two, twice a day, two of these tablets or capsule a day, their suggestion is one a day, but if you want this fast, I think it's morning and afternoon, okay? So they will helping you to losing weight, okay? And also making your blood running the way it should be, all right? So if you are here in Australia, you want these products, ladies and gentlemen, contact us, all right? We will liaise with the merchant for you, right? So excuse me, I will take this opportunity say a few words in Vietnamese for all the Vietnamese out there to understand what I'm talking about also, right? Thank you so much. If you want to order, we order in bulk so we can send it the same. So we don't need to pay a lot of individual costs, okay? So if you want that, let me know. We can get everything in bulk. And yes, it's accepting one coin, right? Beautiful. Especially it is nowadays for everyone above 40 years old, we used to have blood pressure and build up a lot of fat in our bodies. We need this. We need these sort of products, ladies and gentlemen, keep our health wealth, okay? So contact me if you need something. I will liaise and connect you to the merchant and we can go from there, all right? Thank you so much for that. I will talk again. Excuse me, I will talk in Vietnamese. Chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Thành đây. Nãy giờ thì quý vị đã nhìn thấy Thành đã làm một cái bài thực tế cho quý vị nhìn thấy rồi, quý vị thấy rồi đúng không ạ? Nãy giờ thì Thành rất là vui. Mới vừa nhận được sản phẩm, quý vị, sản phẩm Thành mới order rất là đặc biệt nha. Tinh dầu thông đỏ nha quý vị, tinh dầu thông đỏ. Thì trong một cái hộp lớn như thế này có 6 hộp nhỏ nha. Một cái hộp lớn như thế này có 6 hộp nhỏ. Thành đã lấy một hộp ra để thử cho quý vị nhìn thấy nha. Thì trong cái hộp tinh dầu thông này, hồi nãy Thành có bỏ mấy cái miếng xốp, cái miếng xốp mà trong những cái thùng xốp á, quý vị thấy không? Thì Thành ngắt nó ra. Thành bỏ vào trong những cái ly như thế này. Rồi xong rồi hồi nãy Thành lấy cái dầu thông đỏ đó, Thành bỏ nó vô, xong rồi cái Thành quậy nha. Cái tinh dầu đó quý vị, nó làm mất đi cái miếng xốp luôn. Nó làm mất đi miếng xốp. Cái này là Thành để vô thêm rồi. Nó cũng từ từ nó mất đi nè quý vị. Nó cũng từ từ nó mất đi. Có nghĩa là tinh dầu nó nằm ở trong đây, nó làm mất đi nha. Quý vị thấy nó hết rồi nè, mất tiêu cái miếng xốp rồi. Quý vị thấy chưa? Đây là lần thứ hai, một viên thôi mà Thành làm. Thành bỏ thêm vô rồi đó mà nó vẫn còn có thể trị được những cái miếng xốp. Giống nó, miếng xốp này nó cũng giống như là khi máu của chúng ta bị đặt ở trong đó, bị nghẽn, những cái mạch máu nó bị nghẽn cũng giống như mấy miếng này quý vị nha. Nó như miếng nghẽn, nhưng mà khi uống cái dầu thông này vô á thì nó sẽ đã thông những cái giống như những cái kinh mạch của chúng ta, làm cho nó tay chân của ta. Thường thì chúng ta khoảng tuổi 30 mấy 40 trở lên mình bắt đầu là tay chân thường hay bị tê trong những mùa đông đúng không ạ? Đầu móng tay thường hay bị tê hay gì đó. Thì đó là tại vì máu nó không có lưu thông đàng hoàng, nó bị tê đó quý vị. Thì đây là những cái mà hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta nha quý vị. Thì quý vị đã nhìn thấy rồi đúng không? Quý vị muốn Thành share thì để Thành share cái công dụng của cái sản phẩm này nha. Để Thành coi Thành có mở lên được. Đây có. Rồi, đây là cái công dụng của cái viên dầu viên tinh dầu thông đỏ nè quý vị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha quý vị nha.
Thứ nhất là nó chống chống tai biến nè ha, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa nha. Các cô nàng mà muốn được trẻ trẻ lâu á thì đây cũng là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho quý vị nha, giống như là chống lão hóa nha, của các cơ quan trong tế bào cơ thể nha quý vị, giúp duy trì tuổi xuân nè nha, giúp giảm tác hại về chất phóng xạ nha. Thường thì mình xài điện thoại rất nhiều, các chất phóng xạ đi vào người của chúng ta rất là nhiều, đôi khi mình cảm thấy tay của mình bị tê á, bị nóng bị tê á, quý vị thấy không, thì đây ngăn ngừa sự sinh trưởng của tế bào ung thư nha quý vị. Tinh dầu thông đỏ giúp làm sạch mạch máu nè, vừa nãy thấy đó quý vị, thấy thành đỏ miếng xốp vô trong cái ly nước, rồi bỏ một cái viên thuốc cái tinh tinh dầu này vô, khuấy nó lên thì thấy cái miếng xốp nó đã bị tan ra thành nước luôn, tan ra quý vị nhìn không thấy luôn. Đó thấy đó là thực tế đó quý vị. Rồi làm tan lượng mỡ thừa nè quý vị, lượng cholesterol nha, cái mỡ xấu trong bụng của chúng ta đó, trong máu, và giúp động mạch nha, giúp mở rộng động mạch và đào thải những cái chất xấu, acetylcholine nha. Rồi hỗ trợ ngăn ngừa hiệu quả ung thư nha, ngăn ngừa ung thư như ung thư gan, ung thư vú và ung thư dạ dày phổi gì đó tùm lum hết nha. Hỗ trợ tích cực hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiểu đường nè, huyết áp cao nè nha, huyết áp nè ha, cao huyết áp và các bệnh liên quan đến tim mạch nha quý vị. Cải thiện chức năng hệ tuần hoàn, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp nha quý vị. Giảm lượng đường trong máu cho bệnh nhân bị tiểu đường nha quý vị. Rồi nâng cao hiệu quả cho việc điều trị yếu sinh lý nam và nữ luôn nha. Nâng cao sinh lực đàn ông, cải thiện chu kỳ sinh lý nữ nha. Rồi hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa nè, điều trị hoàn toàn các chứng hôi miệng nữa nha quý vị. Cái chứng hôi miệng thường thường mình cũng hay bị đúng không, nhiều khi nóng trong người bị lở này kia đó, nó có bốc mùi đó, thì đây cái này cũng có thể hỗ trợ được cái phần đó nha. Ngoài ra tinh dầu thông đỏ còn có tác dụng làm đẹp da nè, giảm cân nè, tăng sức đề kháng nè, cho cơ thể duy trì tuổi xuân, tăng khả năng tâm sinh lý nha quý vị. Có khả năng loại trừ độc tố cho người uống nhiều rượu bia nè, một người ai uống rượu bia nhiều cũng có thể được hỗ trợ nha quý vị. Làm giảm các vấn đề xơ gan nè, điều trị các chứng đau đầu, viêm đầu kinh tọa, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh nè, bị tê liệt tay chân nè, chứng rụng tóc nha, chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân. Theo các nghiên cứu hiện đại, tinh dầu thông có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loài vi sinh vật gây bệnh, trực khuẩn lao nè, ly nè, thương hàn nè, tụ cầu nè, liên cầu và phế cầu nha. Nó cũng có khả năng chống co thắt cơ trơn. Những bệnh này thành phần chưa biết nữa đó quý vị. Và chống viêm hoặc lật lở đấy. Có nhiều cái tác dụng trong một cái viên như thế này, đoạn bé như thế này. Thì tại sao Thành share những cái này cho quý vị? Tại vì đây là sản phẩm được chấp nhận OneCoin, và Thành dự định sẽ đem sản phẩm này về Úc nha, về Úc cho quý vị sử dụng. Cho nên nếu như quý vị cần thì liên lạc cho Thành gấp để Thành bỏ vô một cái order, sau đó Thành sẽ order một cái số lượng lớn về đây cho các cô chú anh chị em của chúng ta thừa hưởng cái lợi ích của cái tinh dầu thông này. Tinh dầu thông này là được chiết xuất từ cái lá và cái vỏ của dầu thông đỏ, mà mất khoảng 2 ký mấy, hình như là 2 ký 6, 2 ký 7 gì Thành không nhớ. Lá thông và cái vỏ thông đó, họ mới ép lại mới ra thành một viên nha. Một viên như thế này là mất 2 ký mấy lá và cái vỏ thông ép ra thì nó mới ra thành một cái viên nguyên chất như thế này. Thì đây là cái viên dầu thông đỏ nguyên chất nha quý vị. Được sản xuất từ bên đại hàng nha, sản phẩm từ bên đại hàng rất là
tuyệt vời, rất là tuyệt vời, có giá trị, mà cái giá trị này được sử dụng bởi OneCoin nha quý vị. Thì ly nước thành chưa có bỏ nè quý vị. Quý vị không tin mua về thật hay là giả, tự mình hy sinh một viên rất là quý nha, viên này rất là quý, nhưng mà Thành hồi nãy đã làm thử cho quý vị nhìn rồi đúng không, đây là nước 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 bình thường nha quý vị. Sau đó thì Thành bỏ những cái miếng sốt này vô và bỏ cái tinh dầu này vô nha, Thành chỉ cần khuấy lên thôi thì miếng sốt đã bị tan ra. Thì giống như trong người của chúng ta mỡ đóng rất là nhiều, nếu như mình uống cái này vào thì nó sẽ làm thông đi. À cho nên tại vì Thành đã từng bị máu cao. Cho nên biết là trong người của mình đôi khi mình ngồi một chỗ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, cho nên đôi khi nó bị, cho nên Thành kiếm một cái sản phẩm nào đó mà nó thực sự là có thể hỗ trợ được, thì cuối cùng Thành đã tìm được, cho nên Thành muốn chia sẻ luôn cùng với tất cả các cô chú anh chị em, mà đặc biệt là mình được sử dụng OneCoin. À bây giờ mình để ý cái bụng của Thành nha, và bữa nữa cái bụng này nó sẽ tiêu. Nó sẽ tiêu mất cho coi. À vì đấy này nó sẽ hỗ trợ và nó làm tan mỡ những cái gì, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Cho nên Thành rất là vui, rất là phấn khởi để chia sẻ cái sản phẩm này, làm cái livestream này để chia sẻ cho quý vị biết. À, đặc biệt là mình được sử dụng OneCoin đó quý vị nha. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em, quý vị cần gì thì cứ liên lạc cho Thành nha, thông qua số điện thoại 0413 689 834 nha. À, 0413 689 834 số điện thoại của Thành, cứ nhắn tin rồi Thành sẽ hỗ trợ cho quý vị nha. Ok, kính chào quý vị. Okay, thank you guys. You can share this video. And yes, this is amazing products that accepting OneCoin. So if you are really want something like this in Australia, I try to import this product into Australia. So if you are need these products, contact me and then we can put all together. We can order together from the company. All right. This is product of Korea. All right. Thank you. See you then. Bye.